Ngọc thơ Thời báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Một nền giáo dục lạc đường, phản giáo dục. Ngày 24 tháng 7 trên trang cá nhân của nhà thơ Trần Mạnh Hảo có một bài bình luận về nền giáo dục Việt Nam với đánh giá: "Đây là một nền giáo dục phản giáo dục", hình ảnh status trên trang cá nhân của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Thời báo.d xin giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau: Bộ Giáo dục Việt Nam hôm nay thực chất là bộ phản giáo dục, không phải nền giáo dục Việt Nam lạc hậu mà nó đã lạc đường, đi ngược lại với nền giáo dục văn minh nhân bản của nhân loại. Cái tích trên không phải là của Trần Mạnh Hảo, mà Trần Mạnh Hảo chỉ trích lại lời của giáo sư Hoàng Tụy, nhà toán học lớn của Việt Nam, phát biểu trong cuốn sách Xin được nói thẳng, nhà xuất bản Thế giới và Omega Việt Nam. Trần Mạnh Hảo tôi viết bài báo này để chỉ ra nguyên nhân khiến cho nền giáo dục nước ta là một nền giáo dục phản giáo dục như sau. Thứ nhất, một nền giáo dục lấy dối trá làm mục đích. Bộ phản giáo dục đã lấy cuốn sách Cơ sở văn hóa Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm làm giáo trình cho môn Văn hóa học suốt hơn 30 năm nay, dạy cho học sinh phổ thông và sinh viên các trường cao đẳng và các trường đại học. Cuốn sách này là cuốn sách ăn cắp một cách trắng trợn, năm 1996 Trần Mạnh Hảo có viết bài giáo sư tiến sĩ trần ngọc thêm là một kẻ ăn cắp mọi ý tưởng mọi mệnh đề triết học và văn hóa học của giáo sư triết gia linh mục kim định để viết cuốn cơ sở văn hóa việt nam đăng hai kỳ trên báo văn nghệ như vậy bộ phản giáo dục đã đồng nhất đạo đức văn hóa của việt nam hôm nay là ăn cắp một nền giáo dục ăn cắp văn hóa ăn cắp đã sinh ra một nền cai trị với cơ chế ăn cắp nên 98% kẻ có chức quyền của Việt Nam hôm nay hầu hết là ăn cắp, là tham nhũng. Ông Nguyễn Thiện Nhân khi làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông này có thành tích phá nát nền giáo dục Việt Nam, đã nói đại ý. Nền giáo dục chạy theo thành tích của ta là một nền giáo dục thiếu trung thực, nghĩa là nền giáo dục dối trá. Hình ảnh trang bìa cuốn sách Cơ sở Văn hóa Việt Nam, một cuốn sách ăn cắp nhưng được đưa vào giảng dạy trong các trường cao đẳng và đại học. Thứ hai, một nền phản giáo dục bỏ dạy môn văn hơn 20 năm nay đồng nghĩa với việc bộ phản giáo dục đã bỏ tâm hồn học sinh sinh viên ra khỏi nền giáo dục. Hơn 20 năm trước, bộ phản giáo dục đã nghe lời dụ dỗ của hai vị giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh và giáo sư tiến sĩ Trần Đình Sử. Ông Mạnh và ông Sử là thầy của nhiều ông bộ trưởng bộ dục bỏ dạy môn văn là môn thẩm mỹ nghệ thuật, môn của xúc cảm tâm hồn là môn dạy làm người quan trọng nhất của giáo dục để dạy một môn điểu cán ngữ văn là môn khoa học đi tìm nguyên lý khách quan của ngôn ngữ văn học một môn của lý trí sở dĩ ông mạnh và ông sử quân sư cho bộ dục bỏ dạy môn văn học là môn của xúc cảm sáng tạo để dạy môn ngữ văn rập khuôn nhằm giúp các ông mạnh và sử bán văn mẫu do ông và học trò viết ra thu về cho các ông hàng triệu đô la thứ ba một nền phản giáo dục mà bằng cấp hầu như đều được mua bán bằng tiền. Chúng tôi gọi đó là tiến sĩ phong bì và giáo sư phong bì. Thứ tư, một nền giáo dục chủ trương, trường chuyên lớp chọn đã như một cái chợ trời giáo dục. Thứ năm, dốt như chuyên tu, ngu như tại chức, tạo cơ hội cho người ngu dốt mà có chức có quyền tiến thân với sự học giả bằng thật. Thứ sáu, học tài thi lý lịch. Hầu hết người giỏi đều bị vướng lý lịch chỉ có người dốt mà lý lịch tốt thì mới được làm quan. Hình ảnh một biếm họa về văn mẫu trong nhà trường. Thứ bảy, nền giáo dục coi rẻ trí thức, trả lương chết đói cho thầy cô. Thứ tám, một nền phản giáo dục, chạy đua thành tích là một nền giáo dục ngụy tạo không có thực chất. Thứ chín, một nền giáo dục bị chính trị hóa là một nền giáo dục vong thần. Ví như đưa khái niệm tính đảng, tính giai cấp vào môn ngữ văn thì không có môn ngữ văn nữa mà nó đã giết chết văn học và văn hóa. Thứ 10, một nền giáo dục đỉ điếm cho sinh viên nữ ngành sư phạm được quyền làm điếm chỉ 3 lần, làm điếm từ lần thứ tư sẽ bị đuổi theo lệnh của bộ trưởng nhà. Thứ 11, một nền giáo dục đã bị mafia hóa, mafia xuất bản sách giáo khoa, mafia giáo sư, mafia học hàm học vị, mafia thi cử, mafia biên soạn sách giáo khoa. Nhiều bạn đọc gọi cho tôi bảo một nền giáo dục phản giáo dục, phản văn hóa, phản nhân văn của Việt Nam hôm nay đang tạo ra thuận lợi lớn nhất cho Trung Quốc cướp nước của ta. Thà ngồi dân tộc này chắc không thể tồn tại nổi 50 năm nữa đâu. Khi muốn biết một chế độ cai trị tốt hay xấu, người ta nhìn vào nền giáo dục, ai có thể cứu nổi sự suy vong gần tới tận cùng của dân tộc Việt Nam chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin một nền giáo dục lạc đường, phản giáo dục. Thầy giáo Dương Tuấn Ngọc bị bắt theo điều 117. Theo thông tin mới nhất từ AFA ngày 24 tháng 7 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với ông Dương Tuấn Ngọc sinh năm 1985. Hình ảnh AFA đưa tin. Ông Dương Tuấn Ngọc được biết đến như một thầy giáo thực dưỡng ông bị buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. AFA trích dẫn lời bà Bùi Thanh Diễm, vợ ông Dương Tuấn Ngọc nói rằng, trước đó vào ngày 10 tháng 7, Công an xã Nam Hà mời hai vợ chồng đến làm việc theo tố cáo nặc danh về buôn bán các sản phẩm liên quan ma túy. Sáng ngày 11 tháng 7, Công an cáo buộc ông Dương Tuấn Ngọc chia sẻ một số thông tin không đúng trên mạng xã hội. Đến ngày 16 tháng 7, bà Bùi Thanh Diễm nhận được văn bản của Công an tỉnh Lâm Đồng về biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp do Trung tá Nguyễn Thái Thành ký ngày 15 tháng 7. AFA trích dẫn thông báo này cho biết, thầy giáo Dương Tuấn Ngọc bị tạm giữ tại trại tạm giam của Công an tỉnh vì lý do có hành vi đăng tải, chia sẻ các bài viết và video trên ứng dụng mạng xã hội Facebook và Youtube có nội dung đã kích công cụ xây dựng chủ nghĩa xã hội xuyên tạc lịch sử phủ nhận thành tựu cách mạng sai sự thật bóp méo tình hình thực tế xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa đã kích đường lối chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội nói xấu xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh hoặc bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân, phạm vào điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Bà Diễm nói với AFA rằng phía công an không nói cụ thể và bà cũng không biết bài viết hay video nào có nội dung như phía công an cáo buộc trong dòng trạng thái cuối cùng được đăng trên Facebook cá nhân của ông Dương Tuấn Ngọc vào ngày 10 tháng 7, ông ca ngợi cuộc sống ở quê gần gũi với thiên nhiên. Theo AFA, trang Facebook với hơn 45.000 người theo dõi của ông Ngọc có dòng giới thiệu Tôi có quyền công dân, bạn có quyền công dân, công dân mới là chủ thật sự của đất nước. Hình ảnh Facebook của thầy giáo Dương Tuấn Ngọc. Còn trang Youtube có tên Giáo dục tự do của ông Ngọc được lập từ tháng 7 năm 2019 và có hơn 34.000 người theo dõi hàng trăm video về sức khỏe, y học, cuộc sống ở quê. Luật sư Lê Quốc Quân, cựu tù nhân Lương Tâm, chia sẻ về ông Dương Tuấn Ngọc rằng Cá nhân tôi thì theo dõi Facebook và Youtube của thầy Dương Tuấn Ngọc cũng khá lâu. Tôi rất ấn tượng và có cảm tình với thầy Dương Tuấn Ngọc bởi vì tôi cho rằng cái trình bày của thầy về vấn đề của xã hội là thú vị, hài hước và hớm hỉnh. Nó rất là chân thực. Tự chung lại tôi thấy thầy Dương Tuấn Ngọc là một con người có tài và những điều thầy phân tích là đúng sự thật và có tính hài hước. Thầy đáng được hoan nghênh hơn là bị bắt giữ. Bà Ngọc cho biết trước kia hai vợ chồng sống ở thành phố Hồ Chí Minh và mới chuyển về sinh sống ở Lâm Hà từ tháng 3 năm 2022. Hai vợ chồng bà cùng tốt nghiệp cao học kinh tế của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ông tham gia giảng dạy trên mạng cho thí sinh vào đại học và cao học sản xuất hơn 684 video và hàng ngàn bài viết về y học, sức khỏe, giáo dục, kinh tế và nhiều vấn đề của xã hội Việt Nam đương đại. Hai vợ chồng cùng bán nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và chữa bệnh. Từ khi chuyển về Lâm Hà sinh sống, họ chuyên tâm vào việc làm vườn và sản xuất hàng hóa hữu cơ để sử dụng hoặc bán lại cho những người quen qua mạng xã hội. Theo thống kê của AFA, từ đầu năm tới nay có ít nhất 6 người bị kết án theo Điều 117, với án tù từ 5 năm 6 tháng đến 8 năm tù giam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đề với bản tin Thầy giáo Dương Tuấn Ngọc bị bắt theo Điều 117 quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút theo dõi kênh youtube và facebook của Thời Báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo d